Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn những cách đề phòng mất tiền trong tài khoản ngân hàng khi giao dịch online. Thì vừa qua chúng ta thấy rằng là trên mạng có nhiều cái thông tin về trường hợp của một khách hàng ở tại một ngân hàng nọ đã bị mất 500 triệu trong vòng khoảng một đêm. Thì thông qua đó chúng ta thấy rằng có những nguy cơ tiềm ẩn trong cái việc giao dịch các cái giao dịch online. Thì khả năng là nếu chúng ta không có những cái sự hiểu biết nhiều về cái việc bảo mật thì khả năng rất là rủi ro. Vì vậy thì để có thể thực hiện cái việc giao dịch an toàn hơn thì chúng tôi chia sẻ cho các bạn những điều nên làm và những điều không nên làm sau đây. Cái thứ nhất là những điều nên làm. Trước tiên thì máy tính của bạn phải có cài cái phần mềm mà diệt virus. Có thể cài phần mềm nào cũng được, nhưng mà chúng ta nên cài một cái phần mềm diệt virus. Có thể là sử dụng phần mềm mà nó có tính năng gọi là anti virus internet chẳng hạn, để nó chặn các cái phần mềm gián điệp virus trực tuyến để nó tấn công vào trong cái máy tính của các bạn. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta phải quan tâm. Thứ nhất là phải cài phần mềm diệt virus trên máy tính của mình. Cái thứ hai là nên sử dụng cái thẻ Visa Debit, Master Debit thay vì sử dụng cái thẻ Credit. Thì cái thẻ Visa Debit đây nó là cái gì? Cái thẻ Visa Debit đây là nó giống như là một cái thẻ ATM, mà ATM quốc tế, có nghĩa là với số tiền bạn bỏ vào trong cái thẻ Visa Debit này thì bạn có thể đi mua hàng ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đó là thẻ Visa Debit. Thì cái thẻ Visa Debit này chúng ta được quyền tiêu dùng hết số tiền. Còn cái thẻ đây là cái thẻ kế bên, đây là thẻ Credit. Cái thẻ Credit này hay chúng ta còn gọi quen là cái thẻ tín dụng. Thì cái thẻ này chúng ta không phải nộp tiền vào trong cái thẻ này, nhưng mà ngân hàng cho chúng ta vay với một số tiền nhất định. Thí dụ như chúng ta có được hạn mức là 15 triệu thì có nghĩa là chúng ta có thể được chi tiêu trong vòng 15 triệu triệu đó. Và khi chúng ta chi tiêu rồi thì chúng ta có việc thanh toán trả lại cho ngân hàng sau. Thì cái thẻ tín dụng nó được cái tính năng là gọi là xài trước trả sau. Còn cái thẻ Visa Debit này là nó giống như thẻ ATM, tức là chúng ta sẽ bỏ bao nhiêu tiền thì chúng ta xài bao nhiêu. Thì nếu mà các bạn là những người kinh doanh trên internet thì chúng ta nên sử dụng cái thẻ debit để nó giảm thiểu cái rủi ro nhiều hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta có bị thất thoát thì với số tiền trong cái tài khoản này chúng ta để ít thì chúng ta bị thiệt hại ít thôi. Đó là những cái mà chúng ta cần phải cẩn thận. Và một điều nhắc nhở là những thẻ tín dụng thì cực kỳ hạn chế trong cái việc giao dịch online. Chúng ta sẽ tìm hiểu một cái vấn đề kế tiếp. Cái vấn đề kế tiếp nữa là nên dành riêng một cái tài khoản giao dịch online. Có nghĩa là chúng ta khi giao dịch online thì chúng ta sử dụng mở một cái tài khoản này nó thông với cái thẻ Visa Debit chẳng hạn, thì dành riêng một cái tài khoản này để chúng ta giao dịch trực tuyến thôi. Chứ chúng ta cũng không nên là sử dụng một cái tài khoản mà vừa giao dịch trực tuyến rồi có thể chi tiêu cho các cái tiện ích khác thì nó rất là rủi ro. Như vậy thì nhiều khi chúng ta để lộ một cái thông tin, mà khi mà lộ một cái thông tin này thì khả năng chúng ta sẽ bị ảnh hưởng mất tài khoản rất là nhiều. Đó là một trong những điều mà những người sử dụng các tài khoản online cần phải cẩn thận. Cái vấn đề kế tiếp là chúng ta nên tập cái thói quen giao dịch thông qua cái ví điện tử. Ví dụ như là chúng ta thực hiện giao dịch ở trên thế giới thì chúng ta mua hàng thì nó có mua hàng thông qua PayPal hoặc là qua Skrill. Có nghĩa là khi chúng ta mua hàng thì tiền của chúng ta từ ở cái tài khoản ngân hàng trong nước chúng ta chuyển lên cái ví điện tử PayPal này chẳng hạn, và từ cái PayPal này chúng ta sẽ thanh toán cho đối tác, cái người bán hàng, người bán hàng giao hàng cho chúng ta. Thì cái việc mà thanh toán qua trung gian cái này nè, nó giúp cho chúng ta quản lý được cái tài khoản và an toàn hơn. Chứ nếu chúng ta giao dịch trực tuyến từ ngân hàng qua cái ví qua cái nơi người bán thì đôi lúc nhiều khi những gặp những trang web giả mạo thì chúng ta gặp rủi ro trong việc giao dịch. Còn để mở một cái ví điện tử này như thế nào thì các bạn có thể vào trong website là đầu tư tại nhà.com. Ở trong đó thì chúng tôi có những cái hướng dẫn cụ thể để cho chúng ta thực hiện cái việc mở các cái ví điện tử này một cách an toàn, và nó kết nối trực tiếp cho đến tới website, cái dịch vụ cung cấp chính chủ. Tiếp theo một tính năng đó là khi chúng ta giao dịch trực tuyến thì chúng ta phải lưu ý tới một cái tính năng, đó là cái token. Cái mà cái token ở đây là trong trên hình đây là cái token, có nghĩa là khi chúng ta thực hiện cái giao dịch thì thay vì chúng ta giao dịch thì chúng ta đặt một cái lệnh giao dịch internet, thì một cái tin nhắn, tức là nó cung cấp cái mã OTP này nè, nó gửi về điện thoại chúng ta, và từ cái điện thoại này chúng ta nhập vào để chúng ta xác thực là một lần nữa khi thực hiện giao dịch. Thì cái đó là cái mã OTP này, thông qua cái điện thoại đôi lúc thì chúng ta sẽ bị tấn công mà
bị gọi là bị cúp SIM á, như trường hợp cách đây một hai năm thì trong trường hợp là bị cái SIM bị người ta đi ra ngoài ngoài cái chỗ dịch vụ của các cái nhà mạng yêu cầu đổi lại, mà trong khi cái người đổi đó lại là cái người gian, cái người ăn cắp thông tin. Vì vậy cái mã OTP đôi lúc chúng ta cũng rủi ro, nếu gửi qua tin nhắn SMS đôi lúc nó cũng không an toàn lắm. Vì vậy thì chúng ta nên sử dụng cái token đây là cái bắt hoạt động. Cái bắt hoạt động này tức là mỗi giao dịch nó sẽ phát sinh ra một cái mã di động này riêng, và cái mã này, cái token này thì chúng ta sử dụng nó an toàn hơn. Và các cái token này nó được cung cấp thì giống như ở ngân hàng, ví dụ như ACB hoặc là Techcom thì nó có được cái dịch vụ này cho nó cấp cho chúng ta cái token này để chúng ta sử dụng, thì giúp cho cái quá trình giao dịch giảm thiểu rủi ro nó tốt hơn. Thêm một cái tính năng nữa là khi chúng ta giao dịch trên mạng hoặc là có những giao dịch mà với số tiền lớn bất thường thì tự động là bên ngân hàng nó sẽ có cái dịch vụ là nó gọi điện và nó xác thực là chúng ta có phải là người vừa thực hiện cái giao dịch đó hay không. Thì đặc biệt là đối với ngân hàng ACB nó có dịch vụ này khá tốt, thì các bạn có thể tham khảo để mà giúp cho giao dịch an toàn hơn. Thêm một cái tính năng nữa là cái tính năng dịch vụ khóa thẻ bằng tin nhắn. Thì giờ thời gian qua chúng ta cũng thấy rằng là có những trường hợp là khi chúng ta rút tiền ở ATM thì đôi khi có những cái phần mềm hoặc là camera gián điệp để nó quay thông tin cái thẻ của chúng ta, và sau đó nó làm thẻ giả để nó rút tiền. Thì nếu mà chúng ta thực hiện cái việc giao dịch thường xuyên trên internet thì chúng ta cũng nên kết hợp thêm cái tính năng khóa thẻ bằng tin nhắn. Có nghĩa là khi nào chúng ta muốn giao dịch thì chúng ta sẽ gửi cái tin nhắn để mở thẻ, và khi nào chúng ta không muốn giao dịch thì chúng ta gửi tin nhắn chúng ta khóa thẻ. Lúc đó cái nếu mà có ai đó sử dụng cái thẻ giả hay hoặc là nhặt được cái thẻ của chúng ta thì cũng cũng khó lòng thực hiện giao dịch được, bởi vì cái thẻ đã bị khóa rồi. Thì đó là nó gia tăng thêm một cái mức độ an toàn giúp cho các người sử dụng giao dịch trên internet nó sẽ an toàn hơn. Thêm một cái tính năng nữa là chúng ta nên lưu cái địa chỉ, tức là lưu địa chỉ một cái địa chỉ mà chúng ta hay thường truy cập, thí dụ như ngân hàng thì ngân hàng ACB chúng ta lưu trên cái bookmark, trên trình duyệt nó có những cái bookmark này, là chúng ta tạo thành những cái thư mục và chúng ta lưu nó vào đó. Thì cái tính năng là khi chúng ta muốn lưu cái ví dụ như chúng ta vô trong website của ngân hàng ACB thì chúng ta lưu lại cái bookmark này để sau này nếu mà chúng ta có muốn sử dụng thì chúng ta chỉ cần là chọn vô trong cái folder này, chúng ta click vào trong cái đường link này thì nó dẫn cho chúng ta đến cái ngân hàng ACB thôi. Vì vậy chúng ta không nhất thiết là phải mỗi lần vào và mỗi lần nhập hoặc là sử dụng trên cái công cụ tìm kiếm thì nó rất là rủi ro, bởi vì với kỹ thuật SEO thì những trang web lừa đảo nó có khả năng nó sẽ vượt thứ hạng cao hơn các website chính thống, hoặc là có những cái rủi ro khác mà chúng ta không để ý. Thì đó là một trong những cách mà chúng ta giảm thiểu cái rủi ro. Một cái tính năng kế tiếp đó là chúng ta nên cài một công cụ đo thứ hạng. Đo thứ hạng như là cái trang web, các bạn vào trong website là www.alexa.com duyệt là Toolbar chẳng hạn, thì các bạn sẽ nên vào trong website này, các bạn cài một cái công cụ, và cài một công cụ đó thì sau khi cài xong nó sẽ tích hợp lên trên cái trình duyệt. Nó sẽ có cái biểu tượng là cái chữ A, và ở đây nó có cái thanh trạng thái gì đây, và khi chúng ta click vào thì nó sẽ hiện ra được, thí dụ như ngân hàng ACB thì thứ hạng của ngân hàng ACB nó sẽ là 33.463, và thứ hạng đây là trên quốc tế, còn ở Việt Nam là 227. Thì nếu mà chúng ta click vào đây thì chúng ta thấy à đây hai cái thứ hạng này là thứ hạng là cao ở trong công cụ tìm kiếm trên trang đánh giá Alexa. Như vậy thì chúng ta giao dịch nó cũng sẽ yên tâm hơn, bởi vì những cái trang web lừa đảo thì khi mà chúng ta click vào trong công cụ này chắc chắn là cái số thứ hạng nó sẽ thấp hơn cái này rất là nhiều. Đó là một trong những cách để chúng ta để xác thực cái giao dịch trên internet, để chúng ta biết được là website có chính thống hay là website giả mạo. Thêm một cái tính năng nữa là chúng ta cần quan tâm là chúng ta cần phải quản lý cái password này bằng một cái phần mềm. Thì các bạn có thể sử dụng một phần mềm có tên là Keepass để các bạn quản lý các cái password của mình khi chúng ta đăng nhập trực tuyến. Để có thể biết được cái cách sử dụng của cái phần mềm Keepass này thì chúng tôi cũng đã có chia sẻ trên website là đầu tư tại nhà.com, thì các bạn có thể vào đó các bạn hiểu được, tìm hiểu được cách hướng dẫn sử dụng phần mềm Keepass này dùng để quản lý các cái password của mình một cách hiệu quả. Một yếu tố kế tiếp là chúng ta quan tâm đó là thực hiện giao dịch tại ATM thì chúng ta nên thực hiện giao dịch nhanh chóng, không nên giao dịch quá lâu.
Tôi thấy rằng là có những cái trường hợp là một số người sử dụng ATM vào cái ATM là có khi tới mười mấy phút, vô đó rút rất là nhiều tiền, cái đó là rất là rủi ro. Nếu chúng ta rút một số tiền nhỏ thì chúng ta nên vào ATM, còn rút số tiền lớn hơn thì nên vào ngân hàng. Chúng ta không nên vào ATM mà chúng ta đứng chúng ta rút số tiền quá lớn rồi đứng đếm này kia, rồi của đó nó rủi ro. Nếu chúng ta nếu có những kẻ gian nó thấy chúng ta vào đó rút lâu như vậy thì nó nghĩ là chúng ta rút rất là nhiều tiền. Nhiều khi có những trường hợp là vừa rút tiền xong đi ra ngoài là bị cướp luôn, thì cái đó là một trong những điều mà những người sử dụng ATM cũng nên lưu ý. Và một cái phần kế tiếp chúng ta cũng nên quan tâm đó là cái phần mã pin. Khi chúng ta vào cái ATM chúng ta nhập mã pin thì chúng ta nên dùng tay hay là dùng gì đó để che lại cho một mình thấy thôi, chứ không nên mà đánh cái mã pin mà lại để cho nhiều người thấy thì nó rất là rủi ro. Hoặc là nếu ta vào trong cái buồng ATM mà chúng ta không che lại, đôi lúc nếu kẻ gian nó có cài cái camera nó quay lại cái thao tác thì cái đó là rủi ro, chúng ta cần phải lưu ý những điều như vậy. Và kế tiếp nữa là những điều không nên. Cái thứ nhất là chúng ta không nên lưu password trong cái trình duyệt. Tôi thấy rằng là nhiều người đã sử dụng cái trình duyệt, ví dụ như đăng nhập vào ngân hàng A với hàng B hàng C, thì lúc đó khi mà đăng nhập vào thì bên cái công cụ trình duyệt á nó sẽ hỏi là chúng ta có muốn lưu cái password này lại không, mà nếu cho tôi bấm lưu thì lần sau đó chúng ta chỉ cần là click vô đường link vô luôn, chúng ta không cần phải đăng nhập password nữa, thì cái đó là vô cùng rủi ro. Do đó là chúng ta nên là không bao giờ lưu cái password trong cái trình duyệt. Rồi một yếu tố kế tiếp là chúng ta không nên sử dụng một cái password cho nhiều cái tài khoản. Tôi thấy có nhiều người sử dụng là một cái password để cho những dụ như mở nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng và đặt một cái password giống nhau ở nhiều ngân hàng, thì đó rất là rủi ro. Bởi vì nếu trong trường hợp mà tài khoản chúng ta bị hack, bị tấn công, thì có nghĩa là một tài khoản mà một password này thì kẻ gian nó sẽ dùng password này nó thử nhiều cái tài khoản khác, mà nếu trùng như vậy thì khả năng là những tất cả tài khoản khác chúng ta sẽ bị mất tiền tất cả luôn. Như vậy thì chúng ta cần phải lưu ý là không nên sử dụng một password cho nhiều cái tài khoản. Cái vấn đề kế tiếp đó là không nên quá phụ thuộc vào công cụ tìm kiếm. Tôi thấy rằng có nhiều người sử dụng ví dụ như mà thường xuyên truy cập vào một cái website đó nhưng mà không không lưu cái đường link này lại lại để chúng ta truy cập lần sau cho nó tiện hơn, thì mỗi lần tìm kiếm thì cứ vào trong cái công cụ tìm kiếm đánh ra cái từ tìm kiếm cái trang web mà cần tìm, thì chúng ta thấy rằng là với cái kỹ thuật ngày nay người ta rất là dễ để thứ nhất là qua mặt cái công cụ tìm kiếm của các cái trang cấp dịch vụ, và nhiều khi đưa cái thứ hạng cao như vậy chúng ta vô tình chúng ta click vào trong cái trang web giả mạo thì nó rất là rủi ro. Vì vậy là chúng ta cũng cần phải cẩn thận trong cái việc truy cập vào những cái website quen thuộc, đặc biệt là những website ngân hàng. Chúng ta không quá phụ thuộc vào trong cái công cụ tìm kiếm, để lên đó rồi sạch ra là nhiều khi nhầm lẫn vào trong những cái trang web lừa đảo thì nó nguy hiểm. Vấn đề kế tiếp là chúng ta cũng không nên để quá nhiều tiền trong một tài khoản giao dịch online. Ví dụ như bây giờ chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta cần để một số tiền nhỏ vào trong một cái tài khoản giao dịch online thôi, để khi mà thực hiện bao nhiêu chúng ta giao dịch bao nhiêu, chứ không thôi là nếu chúng ta để một cái số tiền quá lớn trong một tài khoản chung thì nếu mà kẻ gian nó phát hiện được thì nó sẽ rút hết tiền chúng ta. Đó là những điều là cần lưu ý trong cái việc để tiền. Cái vấn đề kế tiếp đó là chúng ta không nên click chuột vào bất cứ cái đường link nào mà khi có yêu cầu cập nhật thông tin mà bạn không chủ động thực hiện. Thí dụ như bây giờ chúng ta vào trong một cái website giao dịch nào đó, mà khi mà trong khi chúng ta không vào đó giao dịch nhưng tự động bên đó gửi cho ta một cái đường link và báo rằng là chúng ta phải cập nhật thông tin, thì chúng ta phải cẩn thận vô cùng. Bởi vì nếu không khéo chúng ta click vào thì nó dẫn chúng ta đến một trang web lừa đảo, một trang web đến về giao diện thì giống như trang web chính chính thống của dịch vụ chúng ta, nhưng nếu chúng ta lỡ chúng ta click vào thì nhiều khi dẫn tới chúng ta khai báo những cái thông tin cần thiết như password đăng nhập chẳng hạn, thì khi kẻ gian nó sử dụng cái phần mềm để nó ghi nhận lại, sau đó nó khả năng nó sẽ đi vào cái tài khoản chúng ta nó rút tiền. Vì vậy là nếu mà có đường link cảnh báo như vậy chúng ta phải thận trọng, cực kỳ thận trọng. Còn nếu chúng ta khi truy cập vào một cái đường link nào vào trong website thì chúng ta phải kiểm tra cái thứ hạng đó, coi nó đúng như cái thứ hạng mà chúng ta đã thấy hay không. Ví dụ như website ngân hàng ACB thì nó bao nhiêu hai mấy ngàn, thì chúng ta lần sau chúng ta giờ tôi thấy là nó cũng xem như vậy, nó cách nhau một vài thứ hạng thì nó không vấn đề gì, đó là cái đúng. Còn nếu mà nó cách quá xa, ví dụ như một cái thì chỉ hai mấy ngàn, một cái tới mấy chục triệu, thì đó là rất là rủi ro. Vì vậy chúng ta cần phải có yếu tố tìm hiểu và xác thực để khi chúng ta đăng nhập vào, click vào một website mới mà cái giao diện giống như website cũ thì chúng ta phải thận trọng.
Đó là những trong những cái điều mà chúng tôi chia sẻ nhằm giúp cho các bạn, những người giao dịch trực tuyến, giao dịch online sẽ cẩn thận hơn và giảm thiểu được cái rủi ro nhiều hơn. Và những cái hỗ trợ hoặc là những cái tiện ích, những cái chia sẻ rất là nhiều chúng tôi chia sẻ trên cái kênh, thứ nhất là kênh YouTube của chúng tôi, hoặc là trên cái website đầu tư tại nhà. Thì đó là những cái nơi mà chia sẻ những kiến thức cần thiết cho cái việc giao dịch online. Ngoài ra bạn có thể xem ở dưới phần mô tả của cái video này thì có những cái thông tin, có để website để bạn có thể sử dụng những tiện ích nhằm giảm thiểu được cái rủi ro, giúp cho giao dịch trực tuyến an toàn hơn. Và các bạn có gì thắc mắc thì có thể phản hồi với chúng tôi. Chúc các bạn thực hiện giao dịch thành công và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.